quay. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi. Ngày hôm nay đây là Trang. Mình sẽ đưa Trang đến quán một buổi sáng của hot TikToker Long Chun để thưởng thức các món ăn ở đây. Mời mọi người đi theo bọn mình nhé. Let's go. Là menu. Mời Trang chọn. Ở đây có các món như là bún này, súp này, xôi và đồ ăn kèm. Xong đấy có thêm cả các món đặc biệt nữa. Thì bún thì có món bún thang đặc biệt có giá 65.000 này. Thế thì chị em mình gọi một bún một xôi đi. Một bún một xôi đi, xem là đồ ăn ở đây. Bởi vì trong cái menu này thì sẽ có hai món chính là bún và xôi. Ngoài ra là đi kèm là các món súp và đồ ăn kèm thôi ấy. Thì nên là mình với Trang, một người sẽ gọi bún, một người sẽ gọi xôi nhá. Xem đồ ăn ở đây như thế nào. Ngoài đồ ăn thì ở quán còn có cả đồ uống nữa. Có rất nhiều đồ uống mọi người ạ. Full một Trang đồ uống luôn. Em có muốn gọi đồ uống gì không? Em gọi nước ép vào dứa đi. Nước ép dứa giảm cân à? Đẹp da. Ok, thế thì sẽ là một nước ép dứa. Một chai. Đừng có phải nghĩ linh tinh nhá. Nhìn thấy rồi đấy. Đồ ăn tới rồi, giờ ăn đến rồi. Thế là bún và xôi của mình và Trang đã ra rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn thử xem là đồ ăn ở quán Long Chun như thế nào nhá. Đây là một phần xôi thập cẩm của mình này. Mình thấy phần xôi thập cẩm này ý, thì ở phía trên có rất nhiều là hành phi khô này. Và về cái phần thịt gà ấy, mình nhìn thấy ở đây đa số là cái phần thịt lườn, thịt trắng này, không thấy thịt đùi. Ăn kèm thì sẽ là cái như kiểu cải khô muối chua này với cả nấm hương. Đây là mình gọi một phần xôi thập cẩm nhá. Thì ở phía dưới nó còn có thịt kho. À, có một miếng thịt đùi mọi người ạ. Một miếng. Chỉ một miếng thịt đùi. Còn lại là những miếng thịt trắng này, phần lườn. Cái phần thịt lườn thì nó sẽ hơi khô ấy, hơi khô và khó ăn. Nhưng mà chị nghĩ là khi mà ăn cùng với cái xôi dẻo ở phía dưới, với cả chị thấy là có quán có chan cho mình thêm cái nước gọi là nước gì? Nước sốt à? Nước kho thịt. Nước kho thịt ở bên trên, thế nên ăn chắc là sẽ dễ ăn và mềm hơn. Thì xem bát của Trang có gì nào. Của Trang là một bát bún thang thập cẩm. Bát của em thì có đặc biệt giò này, có thịt gà. Bát của em là bát đặc biệt nên là được nhiều thịt đùi hơn. Thịt gà. Có hành này, có trứng này, có nấm hương. Trang có biết là tại sao người ta lại gọi là bún thang? Chắc em là có bún thang à? Bún thang tức là người ta nói đến cái cách như ở bốc thuốc ấy, thang thuốc ấy. Các cái nguyên vật liệu trong bát bún thang này chúng ta sẽ được để vào bát như cách mình bốc thuốc ấy. Mỗi thứ một ít, mỗi thứ một ít. Thế nên là gọi là bún thang. Thang ở đây có nghĩa là kiểu như cách bốc một thang thuốc, chứ không phải là hình thang. Thì bây giờ xin mời các bạn và Trang cùng mình sẽ thưởng thức các món ăn ở đây xem là hương vị của nó như thế nào nhé. Xin mời. Một miếng gà, một miếng xôi này. Xôi ở đây khá là dẻo, vị thì đậm nhá. Nhưng mà cái thịt gà này vì là thịt gà lườn ấy, thế nên là nó hơi khô một chút. Ăn kèm với cả cái nấm hương này rất là ngon mọi người ạ. Mình kiểu bất ngờ luôn ấy, vì nó kiểu khá là đậm vị và thơm. Khi mà ăn kèm cùng xôi với cả thịt gà này, nó làm cho cái miếng này nó dậy mùi hơn ấy. Và cái xôi ở đây ấy, cũng với mình ấy thì là vừa tầm, vừa đủ dẻo mà không bị cứng quá. Mình chỉ hơi tiếc một chút là nếu mà cái thịt này ấy, nó nhiều thịt đùi hơn ấy. Nếu mà nhiều thịt đùi hơn thì sẽ ngon hơn rất là nhiều ấy, và không bị khô. Mọi người nếu mà ai thích ăn xôi ấy, có thể thử cái món xôi này một lần nhá. Xôi thập cẩm. Thế Trang thì sao? Trang thử món bún thang thấy thế nào? Ôi, đầu tiên là em ăn những cái đồ có nước ấy, thì đầu tiên em đều phải thử nước dùng của nó đầu tiên. Thì ấn tượng của em là nước dùng ở đây nó rất là thanh, nó ngọt, kiểu ngọt từ xương, chứ nó không phải là ngọt cái kiểu mì chính hay là đường ấy. Thế nên là em rất thích. Tiếp theo là về phần bún thì tất cả các topping nó đều hài hòa với nhau. Thì em thấy là ở quán bún thang nào thì nó cũng vậy. 65 cành mình nghĩ là thôi cũng xứng đáng với một bát bún thang mà nó có vị thanh như vậy. Chứ mình ăn ở ngoài nhiều khi mình sẽ ăn phải những cái hàng mà nó sẽ ngọt từ đường này, ngọt từ mì chính. Và ăn kèm với cả cái này các bạn cải muối chua. Cải muối chua hợp lắm ấy mọi người ạ. Kiểu nó làm cho cái bát bún của mình nó đỡ bị ngấy, ăn vào miệng lắm. Thế nên là mọi người có thể thử nha. Mình chỉ phải cho thêm một đống tương ớt vào, bởi vì là mình là một đứa ăn rất là cay. Nhưng vừa nãy chị My có bảo là ăn cay là ghen nhiều đúng không? Là có người yêu là ghen nhiều.
thì cái này chắc là không đúng. Các bạn có thể comment ở dưới xem là bạn nào ăn cay kiểm chứng cho mình xem là có phải cứ ăn cay là ghen nhiều không nhá. Trong khi mà Trang ăn cái bát bún đấy thì chị có thử qua cái phần trà đào mà chị gọi ấy. Thì chị thấy đồ uống ở đây hơi nhạt ấy, như kiểu là nước lọc xong rồi cho mùi vào ấy. Chị cảm thấy hơi tiếc về đồ uống ở đây một chút. Còn đồ ăn thì khá là ok. Nếu mà chấm điểm ý, thì chị có thể chấm điểm cái xôi thập cẩm này của chị khoảng 8.5. Còn em thì chấm điểm bát bún thang thì chắc em cho 7 điểm thôi. Bởi vì là thứ nhất là giá của nó cũng hơi cao. Để... chị thấy cũng hơi cao. Nhưng mà thực ra ở mặt phố Hai Bà Trưng ấy, đúng rồi, cái giá này thì mình vẫn có thể chấp nhận được. Mình thấy cái không gian quán này cũng khá là kiểu sạch sẽ này, thoáng đãng sáng sủa nữa, mà trang trí đúng theo kiểu là Việt ngày Nam. Xưa Việt Nam, Việt Nam đấy. Ngày xưa thì mọi người nếu mà muốn thay đổi không gian thì có thể ghé qua đây. Và mình thấy ở ngoài kia còn có khu vực ngồi ngoài trời rất là chill. Mà... thì hôm nay chúng mình đến hơi muộn một xíu nên là chưa được ngồi ở ngoài đấy. Thế nhưng mà bạn nào mà có cơ hội thì có thể thử đi ra ngoài đấy ngồi giữa ngồi ngắm phố phường rồi ngồi ăn bún thang hoặc là ngồi ăn xôi, siêu chill luôn. Vậy là mình đã chạm. Vậy và mình là vậy là mình và Trang đã kết thúc bữa trưa rồi. Thì hy vọng là những lần sau thì sẽ có những cái trải nghiệm mới hơn ở những quán ăn khác. Em cũng sẽ bám theo chị dài dài. Mời Trang đi cùng nhá. Thì mọi người có biết hay là có gợi ý cho bọn mình về những cái quán ăn khác không thì hãy comment phía dưới cho bọn mình biết nhá, để mình dẫn Trang đi theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hãy like, share và subscribe kênh cho bọn mình nhá. Bye bye, bye.